Ui, triệu ánh sáng này, 10% luôn. Ngon thế nhở? Em vào ông bảo Nam tìm. Ui, ngon. Ui, 10% luôn nhưng mà còn em uy tín thế nhở? Ngon quá, ngon quá. Hỏa thiên kiếm anh em 10%. Cực kỳ ngon nhá, vũ khí 6.9 cuối của MG đấy anh em. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUS6.vn, ngày hôm nay mình sẽ tích lũy mốc nạp 20 triệu em nhá. 20 triệu thì ta được bấy nhiêu bốc đây? Tiếp tục đầu tư thêm đồ cho con DK chiến của mình. Tối ngày hôm nay là thi đấu rồi. Đấy, hy vọng sẽ giành được cái top 1 DK em nhá. Mình sẽ mặc set cùi BK thôi, cũng không 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 mạnh lắm đâu. Đấy. Mong rằng sẽ thắng anh em. Mong rằng thôi, khả năng thắng rất là thấp, mình gặp toàn cao thủ thôi anh em nhé, toàn cao thủ thôi. Ok, không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ ném múc. Ngọc socket này, mình sẽ lấy bút ngọc socket trước nha. 5.0 áo thiên vũ. Úi rồi, ngon. Ngon đấy. Cái này được đấy nha, đây này phôi cộng hưởng thôi anh em. 4 HP, tiếp tục bóc bút 6.9 nha. Mũ đế vương tính năng mana, cái này cùi để đi đập nguyên tố thôi. Hy vọng sẽ được đồ ngon anh em ạ. Ui, áo hoàng long kìa, 445 cơ nào. Ui, 45 HP, cái này ngon đấy nha. Được đấy, cái này là uy tín đấy anh em ạ, có uy tín luôn. Quần thiên vũ à? Oh, hai món thiên vũ rồi, để cho bọn ép nó đi búp cũng được. Ta thể ném mang búp mang nguyên liệu để kiếm mảnh búa nhá, cái mảnh búa ép cái rồng, kiếm rồng cấp 2 này, mảnh búa thép này, tiếp tục mảnh búa thép. Ui, mảnh hồi sinh, rát 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 rát, ấy hai mảnh hồi sinh này, tiếp này ba mảnh hồi sinh luôn anh em. Nhiều cái ta, thế là tổng cộng làm có 5 6 6 mảnh búa và 1 2 4 mảnh hồi sinh rồi. Năng là đi xoay con ngựa, hoặc là thì Nam bây giờ Nam chưa có ngựa nhưng mà chưa có con ngựa đỏ, đầu tư thêm con ngựa đỏ nữa cho nó nhìn nó đẹp. Ngựa đỏ thì nó lại hợp với set này đấy, ngựa đỏ nó lại hợp với set hoàng long này, còn ngựa xanh nó lại hợp với xét ra ve anh em ạ. Thế nó bị hay thật tình, nó lại hợp như vậy thế này, chết thôi. Quá hợp luôn anh em, quá hợp luôn. Đó này ra đây đấy, xanh có xanh, đỏ có đỏ, uy tín ngay. Phúc 6.9 à, chân thiên vũ à, ôi ơi căng đấy nhỉ, chân thiên vũ cơ nhỉ. Ra đây, ra đấy. Một này, hai này, ba này. Ok đi. Tiếp tục bục 6.9 anh em nha. Quần bóng ma 45, núi sồi cùi. Nhỏ thế nhở? Căng chiêm tinh này. 4 HP. À, mùa anh Vũ anh em. Tại cái mùa anh Vũ này. Đưa cho Bảo Nam TV1 anh ấy nha. À, của mình đấy. Tiếp tục ném thêm được gì không? Quần đế vương 45 HP. Vậy lôi phong. Ui rồi, 2%. Xin cái găng. Vậy diêm tinh này 10% luôn anh em. Ngon thế nhở? Ngày ông tham lam ông bán S, S bọn nó bán nó 8k, ông bán thành 30k này thì chết anh em. Tiếp tục bục 6.9 nha. Quần Hắc Ma 5 phản hồi tấn công, cái này làm phô thôi anh em nha. Làm phô thôi. Ui, triệu ánh sáng này 10% luôn. Ngon thế nhở?
Em vào ông bảo Nam thì ui ngon, ui 10% luôn nhưng mà còn em uy tín thế nhở, ngon quá hỏa thiên kiếm anh em 10% cực kỳ ngon nhá, vũ khí 6.9 cuối của MG đấy anh em, mổ huyết ma này, ui 4 năm luôn anh em ạ, 4 năm luôn ngon thế, kiện ánh sáng này 44 không 4 HP rồi anh em, kiện ánh sáng 4 HP gì đây, cuộn tinh linh này, ôi được đấy, thiếu món gì nữa, thiếu món gì nữa bổ. Mù báo táp khả năng đánh đòn 10%, kiếm này uy tín quá, thì đây rút ra áo huyết ma này, úi chung làm sao huyết ma tặng anh em chơi vậy đấy nhở, căng bóng ma ơi năm nè đấy, tổng kết lại thì có duyên thế nhỉ, có gì đâu mà chuẩn bị bạn ơi, thôi bạn win đi, tối nay tớ đi cà phê với gái rồi. Ngon thế nhờ, đây tổng kết lại thì mình được một cây quyền trượng ánh sáng 10%, đấy cây này thì mình sẽ đập tiên ngọc hoàn hảo ra cho áo viên ngọc may mắn rồi nhá, đấy được chưa, có uy tín đúng không, để vào đây đấy ngủ huyết ma này, nói chung đại khái được mấy đồ cũng khá là làm phô thôi nhé, đấy cất hết vào đây nha, tiên này cũng ngon cho em Phú này, cái viên này thì mình đập viên ngọc kỹ năng vào này, úi rồi ngon ngay, đập viên live hết ta, này bán chắc là cũng khá khá đấy nha, được ít quy coi đấy, mù hóa tinh nhỉ, 5 phản hồi sát thương khá là phò nhỉ, có 10 xu này thì khả năng mình bán lấy quy coi thôi, 10 xu mình đen quá nhưng mà mình ném không không ra được, quá ngon lành luôn đấy nhỉ, Nam bây giờ Nam đi gom cái mảnh ngựa rồi, 1 2 3 4 4 mảnh ngựa đấy, 4 mảnh ngựa hy vọng sẽ xoay ra thêm một con ngựa đỏ anh em nhé, cần con ngựa đỏ thôi, họ xoay xịt mất mất mấy phát xây sâu cho anh em lại cái xét đồ ra về với xét hoàng long của mình khá là nhà đây, nhìn đẹp không xét ra về nhỉ, alo lấy khiên ánh sáng giao lưu ván kìa, tối nay mình BK bad boy luôn mới đau vậy nhỉ, ném không ra được gì, được mỗi cái khiên, ok clip của mình đến đây là kết thúc, anh em ủng hộ giúp mình một like và một đăng ký kênh, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.